tự nhiên rồi. Nghĩ là thôi da đẹp đâu có cần phải giữ nhiều, nhưng mà thực sự không, đừng có, đó là cái sự sai lầm của người phụ nữ khi mà đã có con rồi. Cứ mình không chịu chăm chút thì cái da mình nó càng ngày nó càng tụt xuống. Thì ban sẽ chia sẻ những cái bí quyết nhỏ nhỏ để cho quý vị và cho cô giáo của con ban luôn. là giống như là mỗi tháng thì ban hay thay đổi uống nước buổi sáng, giống như buổi sáng sớm thì ban hay thường uống nấu linh chi. Cái linh chi á, mình cắt ra đó rồi xong rồi cái mình nấu nước mình để dành mình uống, hoặc là qua tháng thứ sau thì ban uống nghệ với mật ong. Còn tháng sau nữa thì mình sẽ uống nước ấm với lại chanh, thêm cái vỏ chanh, bỏ cái vỏ chanh vô đó. Thì tháng sau nữa mình uống đông trùng hạ thảo, hoặc là uống nhưng mà ban quan trọng muốn là uống nước nghệ á. Nghệ mật rất ong là tốt. Nghệ rất nó là giúp tốt từ trong ra ngoài luôn, nó giúp từ bên trong luôn, từ đau bao tử, đúng, và đau bao tử là lia những cái ruột của mình ở bên trong, nếu mà nó có những cái virus hay là những cái con thì nó liền luôn hả? Nó sẽ làm cho mình liền lại. Tại khi mà lúc mà sau khi đẻ thì em biết là nghệ rất là giúp đỡ cho nhiều phụ nữ khi mình đẻ, nhiều khi có ai đẻ mổ thì cũng được đúng không chị? Đúng rồi, đúng rồi. Thì đó, mà mỗi tháng mình có thay đổi, mà sáng sớm lúc nào cũng uống một ca nước bự nè, ai cũng nói trời sao uống hay vậy, người ta uống sáng sớm chút xíu nó tự nhiên gì đẹp, cái gì nó cũng thành thói quen. Đúng rồi, đam mê cái đẹp. Giống như là mình ra đường mình thấy ai cũng khen mình, ô sao 40 tuổi mà sao trẻ vậy, sao nhìn không á, tự nhiên cái mình nó ở trong in trong đầu rồi, mình phải làm sao mình giữ đẹp hoài giữ ngoài cái độ tuổi đó mà người ta không nhận ra mình là 40. Dạ hay thật sự, mình nói quý vị bên ngồi kế bên chị Bảo Anh đây đó, nhìn không ra luôn, mà đã chị nói 40 em cũng nói thiệt không vậy. Không, bắt đầu em nhìn không ra, không có make up nhìn còn trẻ hơn nữa chị. Hình như ai cũng nói chị make up nên nhìn chị già. Nó có, thì bây giờ nó già hơn là không có make up. Thì nhưng mà rất là hay. Bây giờ sẵn đây chị có thêm mấy cái bí quyết nào mà kể thêm cho quý vị khán giả không? Mình còn cỡ 8 phút. Thì trong thời gian này mình thấy nói thêm những cái khó khăn mà khi mình làm mà muốn đẹp phải như thế nào, chịu khó, chịu nắng. Không, mình là hết luôn. Đúng rồi, nếu mà muốn cho mình mà đẹp mà một cách toàn diện thì tất nhiên là mình phải làm cho mình tinh thần rất là thoải mái. Tinh thần rất là quan trọng trong cuộc sống của con người. Nếu mà tinh thần của mình lúc nào cũng lo lắng, lo xa, và mình cứ giống như là mình cũng hay giận người này, giận người kia trong lòng mình, cái sao mình nên buông xả đi và mình đặt nó nhẹ, nó sẽ nhẹ thì cảm giác tinh thần của mình nó sẽ vui vẻ và cái cuộc sống mình nó sẽ ổn định. Và mình cứ yêu đời thì cái mình sẽ có một cái thời gian dành riêng cho mình, và mình phải yêu cái bản thân, là mình phải cho mình một cái thời gian. Bạn cho bạn trong vòng 1 tiếng hoặc 2 tiếng để thì cho dù bận rộn của nào cũng phải cho 2 tiếng trong một ngày để uống nước, và xay trái cây. Xay trái cây 8 loại là một ngày, nãy giờ quên nói với lại em là xay trái cây nữa. Sau khi công đoạn mà sáng sớm thức dậy lo cho con ăn uống xong, đưa con đi học về rồi bắt đầu. Sáng sớm thức dậy đã uống nước rồi, cái đó chưa tính. Đưa con đi học về rồi bắt đầu mình lấy đồ ăn. Tại sáng sớm anh hay thường ăn sớm lắm để cho mình có sức khỏe, rồi chiều tối mình bớt ăn để cho đỡ mập. Thì bắt đầu anh sẽ lấy trái cây ra xay, xay tới 8, 7, 9 loại nữa hông. Xay gì xiên quá trời. Táo nè, cam nè, có trái gì xay trái đó, dứa nè, lê nè, rồi hả, cải keo nè, rồi hả, nói chung là nhiều lắm, dâu nè, cái strawberry nè, blueberry đó, mấy cái trái vô một cái xay bự rồi xong chia ra 2 chai. Chờ buổi trưa con về, đứa mỗi đứa một ly đầy, còn mẹ một ly cối. Thì coi như là đủ chất vitamin. Nhưng mà nhớ là khi mà uống nước trái cây á, là mình không có thể nào mình uống mình khi mình ăn no nha. Mình đang ăn đồ ăn xong mình uống nước trái cây vô, nó sẽ bị gát ở trong cái bụng của mình, nó sẽ bị đầy hơi, nó sẽ không có chuyển thải, giống như nó không có hấp thụ, nó sẽ không có chuyển ra. Nó không phải không tiêu mà nó sẽ uổng. Mình sẽ để cái bụng của mình hơi là không có rỗng, như là hơi đói chút xíu, hơi đói, tại vì mình xay trong đó là mình phải pha trộn vô là đừng có chua nhiều quá. Giống như vừa có chuối. Đó, có chuối và mấy trái lê hoặc là dưa hấu, mấy cái đó nó sẽ làm cho mình không có bị cồn cào ruột. Mình phải mix với nhau những trái ngọt và những cái trái chua. Chua có sót ruột. Đúng, cho đó. Thì mình sẽ uống lúc mà cái bụng mình nó hơi lên bình. Nó hơi đói cũng được, không sao hết. Thì nó sẽ hấp thụ rất là lẹ, và cái da của mình nó rất là đẹp. Thử chắc về phải thử chị đi. Nhưng mà mất thời gian lắm. Tại vì khi xay trái cây là phải gọt nữa, bỏ vỏ vô bổ mà chị. Thì mà khi mà em thấy hay cái là chị, khi mà chị làm vậy đó thì hai bé nó gần gũi mẹ, nó thấy là wow, mẹ sống cái kiểu cuộc sống rất là healthy, rất là
phải nói sao khỏe mạnh thì nó cũng lớn lên, sau này hai bé nó cũng muốn làm tiếp tục cái giống như xay trái cây rồi ăn uống rồi mỗi cái cách mà rất là phải nói là khỏe trẻ đẹp ha. Thì tập cho con có một cái thói quen là lúc trước mà con hai con gái chưa có đi ra trường phép lịch học á, học trường tư á, thì mình có thời gian mình tới lui, cho nên là mình cứ canh là cái giờ buổi trưa mà thức dậy cỡ 2 giờ mấy là được ngủ trưa dậy, là mình chạy tới đem 2 ly nước trái cây uống vậy nè. Cái trong trường ở trong tất cả cô giáo em nói trời sao hai đứa mình nó uống ực hay gì, xong cái hỏi ủa sao mà huấn luyện sao để cho con uống nước trái cây hay mà nó không biết ngán. Tại vì nó đã có một cái ý tưởng trong đầu là đẹp các con không cần phải ngon, mình không cần phải thưởng thức là ngon hay là như dở, chỉ cần là đẹp mới mốt lớn lên da đẹp như mẹ là được. Thế là hai con cứ tu mà uống nước là đẹp đẹp. Nhưng mà nhiều khi hai đứa nó ngộ lắm, nó ngán quá, nó ngán á, giống như nó không con nít mà nít đôi khi uống mấy năm trời rồi trời uống quá trời mấy năm cho nên ngán quá, cho nên mình phải có cách và có chơi chiêu là mình đem ra một ly trước, mình giả bộ mình nói nhỏ nhỏ nhưng mà mình nói cố tình cho cái đứa kia đó nghe, con ơi con uống đi, con uống con đẹp hơn chị. Con uống con đẹp hơn chị thì con kia kích. Mình đã cố tình cho nó nghe, nó mẹ con cũng muốn đẹp tại sao mẹ không cho con đẹp, tới dành ly nước của em ực hết luôn. Thế con kia khóc, mẹ ơi con cũng muốn đẹp. Không, con yên tâm, mẹ còn ly này nữa. Thế là như vậy là mình mới được hai đứa nó uống, thì năm này qua năm nọ tới bây giờ vẫn còn có thói quen uống nước trái cây. Thực sự là nó khỏe. Khỏe và hả, nhận trường nữa, trái cây nó cũng có những cái chất sơ làm cho mình nhận trường. Thì con nít đó, nó hay ăn ba cái đồ chip nóng này kia nọ thì nó hay làm cho bị bón á. Đó thì mình cho xay trái cây là không cần nó phải ăn trái cây nữa. Nhiều khi nó lười biếng ăn á, mỗi miệng á, cho nó một ly luôn là đủ thứ trái cây trong đó hết, rau củ luôn. Em thấy cái đó lẹ hơn nữa. Tại vì nhiều khi nó nhai nó lười, giống như mệt thì nó ham mình chơi. Mình còn lười nó chứ. Nó ham chơi lắm, nó ăn đi chừng cái nó bỏ nó chạy đi, nhưng mà uống rất là lẹ. Và nhưng mà giống chị nói là tốn thời gian chút xíu, nhưng mà phải chịu tốn cực lắm. Đó, nếu mà ai mà không có thời gian, giống như là không có điều kiện thời gian á thì sẽ không được. Nhưng mà nó có một cái có một loại khác, giống như là có một cái loại mà nước trái cây nhưng mà nó làm bằng khô của Nhật. Nó hòa tan trong nước, giống như nó có nhiều cái bột đó. Đúng rồi, cái đó của Nhật, nó rất là thơm mà rất là ngon. Thì sau khi mình hòa tan cái nó nở ra thì mình uống cái ly đó mỗi ngày, thì cái trong đó có chất sơ thì cũng làm cho mình cũng có chất vitamin C trong đó nhiều, nó cũng đỡ đi nếu mà người ta không có thời gian. Cũng hay chứ, em thấy gì đơn giản hơn nhiều người thì cái gì cũng có loại cái cà phê gì nó pha sẵn vậy đó ha. Thì còn có thêm những cái bí quyết nào không chị? Bây giờ mình còn có cỡ 3 phút tại vì sao em sợ hết thời gian để mà nói chia sẻ thêm nữa. Rất là hay. Thì chị bảo sẵn chị và anh đang được ngồi ở đây thì em cũng cảm ơn chị. Và có thêm một cái bí quyết nào mà chị, bản thân chị mà thường xuyên mà chị dùng để mà giữ, trời ơi ai nghĩ chị 40 tuổi đâu. Trời ơi, nếu mà ngồi đây mà cứ nói hoài hết cái bí quyết thì cũng là mình không giữ lại được cái gì cho mình. Và nếu mà ai mà muốn bí quyết càng nhiều hay là tới tiệm Bảo Anh Beauty đi. Tiệm Bảo Anh Beauty nằm ở nằm ở Westminster, trong cái khu mà nhà hàng Hương Vị á, trong tiệm tóc tường á, thì ở trong khu đó nếu mà muốn tư vấn hay là muốn hỏi bất cứ điều gì, không cần phải đến làm nữa, muốn hỏi thì Bảo Anh rất là chia sẻ, tại Bảo Anh rất là thích nói về làm đẹp cho nên Bảo Anh sẽ chia sẻ hết mình cho quý vị. Đối diện với lại Bosa Grande phải không chị? Đúng rồi. Dạ thì hay quá, bây giờ ai thật sự mà ngồi đây là ai cũng muốn biết đẹp, muốn đẹp như thế nào. Và em nghĩ là không phải đàn bà đâu mà đàn ông cũng muốn. Thôi nãy giờ em cứ hỏi chị bí quyết hoài, giờ chị phải hỏi em lại chứ, làm sao là em giữ lại cái tướng mà thon ốm nhở. Chứ như chị là chị phải nhịn ăn, không phải nhịn ăn nữa mà phải qua 7 giờ là không dám ăn nữa. Trời, nhưng mà phải tập thể dục. Em mắc đó. Cười quá à. Tại vì số em là số cực, không có phải số hưởng. Lúc nào em cũng đi làm việc hết rồi. Lúc mà em làm mấy job này em cũng đi vòng vòng, em đứng em không có ngồi, không có được ngồi yên. Thì bây giờ mình còn 2 phút thì trước khi chia tay chị có lời nào mà gửi đến quý vị khán giả hay những câu mà giống như là một cái lời nhắn gì không chị? Thì trước tiên thì bà anh không, cái này là cuối cùng đi. Mà trước tiên nữa. Và lời cuối cùng thì bà anh chúc cho quý vị luôn có cuộc sống thoải mái và không có giống như là tinh thần mình lúc nào cũng để cho nó yêu đời thoải mái thì cái làn da mình nó tươi trẻ được, và mình phải có thời gian yêu thương bản thân mình, chăm sóc. Thì sáng sớm nên uống nước, cái đó là điều quan trọng nhất để cho cái làn da đẹp, và nên chống nắng.
thì đó hai cái đó quan trọng nhất. Còn nếu mình muốn chia sẻ nhiều thêm bí quyết tại thời gian không còn nữa thì Ban xin mời quý vị đến tiệm của Ban Beauty thì hả Ban sẽ chia sẻ nhiều hơn. Dạ, Chelsea cảm ơn quý vị khán giả đã đón xem chương trình. Và Chelsea cũng cảm ơn chị Hoa Hậu Phu Nhân, Bảo Anh ở đây đã đến với chương trình và chia sẻ những bí quyết làm đẹp. Hẹn gặp quý vị trong chương trình kỳ sau.